Hàng lại về cho các bác đấy ạ. Báo cáo các bác là những cái lô hàng này về thì nó khá nhiều, nhưng mà em chưa có thời gian để bóc và khui cho các bác nhé. Bạt ngàn. Thì trước khi khui cái lô hàng này thì em Tuấn xin thông báo là cái clip hôm trước em có giới thiệu cho các bác loa cây với lại một dòng một con loa center này có bác chốt rồi đấy. Bác xem lại hộ em là cái tài khoản bác báo bác chuyển, nhưng mà bác không chụp cái nội dung gửi cho em đấy. Nếu mà bác xác định bác ngâm nữa là em không chờ nữa mà em sẽ để cho người khác lấy. Bởi vì là riêng loa center đối với những dòng loa Anh Quốc này thì báo cáo bác cực kỳ hiếm. Con này rất là nặng nhé. Này nặng trịch luôn, vỏ màu vàng đây. Con gỗ rất đẹp luôn, vỏ màu vàng. Hai bát, hai bên, một tép đom ở giữa. Đây là dòng loa đến từ Anh Quốc chứ không phải là nó vớ vẩn đâu bác ạ. Một chuyện là báo cho bác rồi đấy. Đây ạ. Đây là con loa Dynamic, thương hiệu Dynamic Audio này, các bác cứ search Google thì các bác biết là giá trị nó như thế nào. Đấy. Hai cầu, các bác nhìn này. Nhìn cái ốc, cái vít chân của nó này. Ngoài ra thì con này nó có công suất 120W. Cái hay nữa là 4 đến 8 ôm nó đều chơi được. Bác nhìn cái chữ nhá, là TDUK này, bác nhìn chữ UK này bác gõ xem. Có nhiều bác là cứ phải made in England thì mới là Anh Quốc, nhưng bác ơi, đất nước Anh nó rộng lắm. Nó rất là rộng, nó ở Vương quốc của Anh rồi, nó được mà người ta đã nói có câu là mặt trời không bao giờ lặn ở nước Anh mà. Đây là loa của Anh Quốc quá nhé, để nói thế thôi. Còn bác sớt tốt biết có duy nhất một con thì hôm trước em đã báo rồi, 2,9 triệu. Còn bây giờ là bác không ấy nữa, là clip này em thông báo như này là hôm trước em quay cái con này này, có khá nhiều bác hỏi, nhưng có một bác chốt đầu là em đã để cho bác rồi, nhưng hiện tại bây giờ tiền của bác chả đến nộp được rồi mà 2 ngày rồi, chính thức 2 ngày, vì 2 ngày vừa qua em bận. Và cái thứ hai nữa là các bác nào thích cái mặt hàng gì gọi em không nghe được thì các bác nhắn tin luôn cho em nhé. Cách các bác chốt hàng nhanh nhất là bác nhắn tin là bác chốt được hàng, chứ không là các bác cứ để mãi xong là người khác nhắn tin người ta chốt được. Bởi vì là khi em đi họp hay đi công việc gì đấy em không nghe được máy thì các bác nhắn tin là bác là người chốt được luôn đấy, thì em sẽ trả lời trên tin này nhắn. Nên các bác không mua được cái gì bác cứ trả lời nhắn tin nhắn cho em mã số. Còn đối với đồng hồ thì các bác tốt nhất là nhắn mã số hoặc chụp ảnh gửi vào Zalo cho em sẽ chốt tin cho bác. Chúng tôi em cái, bởi vì không ai không có việc riêng cả, do vậy là bác cứ em nhé. Còn sau đây em sẽ cho nó vào cái giá để em bắt đầu khui hàng cho bác, báo giá luôn. Thực riêng tháng này em Tuấn báo cho bác toàn những mức giá sập sàn thôi. BMW 350 về được 8 đôi nữa bác nhé, 350 đây, 8 đôi nữa. Nhưng mà 8 đôi nữa thì trong này chỉ còn 4, 5 đôi nữa thôi. Còn 3 đôi đã nợ đơn giả luôn rồi, 3 đôi nợ đơn sẽ giả. Còn tất cả các bác thông cảm em là nhiều lúc nó có việc, hàng em chốt cho bác em sẽ giả dần dần. Rồi em báo giá luôn này, BMW 350V ở trên kênh là giá 2,9 triệu, là hàng theo lô, có nghĩa lô là gân kiếc là nó hoặc là con có tem con mất tem là 2,9 triệu, còn hàng chọn là 3,6 triệu tặng 300.000, còn 3,3 triệu là BMW 350V hàng made in Japan xịn của Nhật. Còn Prolio này đã giới thiệu rồi, Prolio này trên kênh là 3,9 triệu bắt 25 tặng 300, còn 3,6 triệu cũng không còn nhiều đâu ạ. Đấy, mời các bác. Đấy, sau đây mà sẽ bóc nha. Bóc con loa cho bác này. Bóc qua cho bác nhìn. Đây là đôi loa. Đây là đôi loa Kenwood. Tiếp tục con Kenwood này, 4 loa một mặt. Chưa? Hàng khủng cho bác. Con này quá khủng. Báo giá cho bác luôn. Tiếp tục với mức giá 4 triệu 8. Những con loa đôi loa này ngày trước thì nó phải có tầm khoảng độ 7 triệu 9 đến 8 triệu mấy, thấp nhất thì cũng phải 6 triệu mấy. Đấy là những đôi loa như này. Báo cáo các bác đi. Mà đây là với vào tháng 7. Chưa? Em Tuấn bán giá tháng 7 cho bác. Xóa cho bác xuống nhé. Bán giá tháng 7 thì bác thích này. Bóc luôn nó nằm lên cho bác. Báo cáo là bán. Còn đến hết tháng 7 thì báo cáo các bác là em cũng không dám mua mua trên kiểu này đâu. Bán thế này chết đấy. May là có được mấy đồng bác YouTube bác ấy cho nên là bán lỗ thì anh YouTube anh lại bù cho. Nên là các bác được hưởng đấy. Cuối cùng em chả được hưởng mà các bác được hưởng đấy. Nhiều người cũng lại được vì được hưởng nhưng mình có được hưởng đâu. Nhớ hết được khách rồi. Tóm lại là đến túi các bạn như vậy là các bạn đúng như vậy là các bác được hưởng, đến túi các bác là bác được hưởng này. Ok chưa, em bóc được rồi cho các bác sướng nha. Cao nào, con này độ sâu 30, sâu 30
ngang 24 nha, 24 đấy. Quay để bóc cho các bác nhìn, cho bác thích nhé. Nhìn cho bác thích này, ghê chưa, quay cho bác nhìn bác thích. Bóc thế này cho các bác cứ thích thế chứ đây. Lẽ là bóc sẵn nhưng mà bóc sẵn thì các bác bảo ôi chào ôi lại thế nọ kìa. Bóc này cho bác nhìn nhé, ghê chưa, hùi luôn, đẹp cái số biết luôn, đỡ phải, đỡ phải đây nào, ok chưa. Con này à, cao thế nào, 1 2 3 4, cao 90 nhá. Con Kenwood này cao 90 hai bát, con này thì đập rung nóc nhà luôn nhá. Đây, Kenwood 4 quay nhá, đôi đánh rung nhà luôn. Đôi này để bác 4,8 triệu, giá như loa búc xèo luôn nhá, lỗ thùng hơi to gần loa luôn. Ok chưa bác, Kenwood nhá, 4,8 triệu thùng vách, ok đẹp. Không kiếm được mấy đâu bác ơi, những con Kenwood này các bác đánh dã man lắm đó. Chất bát nó rất là khủng, chất bát nó cực kỳ khủng luôn. Để em không? Coi tiếp mấy con này cho bác nhé. Ui tiếp mấy cái này cho bác nó thích. Được chưa? À một con này 4,8 triệu nhá. Tiếp tục hùi tiếp cho bác con này nữa nha. Con này là con gì đây? Để cho gần đây cho các bác nhìn cho thích. Em chơi cái bài không cũ mà mở. Bóc luôn cho bác. Bóc dần, còn đâu chiều bóc tiếp. Bóc dần chiều bóc tiếp bác nhá. Đấy. Con này là con đẩy Mỹ. Con đẩy Mỹ bác ạ. Nói ra các bác biết đẩy Mỹ nhá. Con đẩy Mỹ luôn. Bác nào cần ảnh, con gửi ảnh cho nhá. Nhắn Zalo gửi ảnh nó dễ. Vì bây giờ quay bóc này mất thời gian bóc quá. Nên mà bây giờ lại bảo là lấy ảnh nó rất là khó. Đúng không? Nó khui hàng mất thôi. Cần gửi ảnh nhá. Đây, quay cho nó dễ, để cho nó nhanh. Bác nào cần khi đó là bảo à anh chốt để anh gửi ảnh cho nó dễ, được chưa? Chứ không bây giờ là bảo em Tuấn gửi ảnh, bóc gửi ảnh thì có mất bao nhiêu thời gian mới được một thứ đây. Có khi chục phút mới được có một con đẩy này. Đây là con đẩy top 2300 nhá. Đây, top 2300. Cho các bác nhìn hẳn cho bác thích nhá. Này, top toner CO USA. Đây, top 2300. Ok chưa? Hai volume. Đấy. Còn các bác nào cần chi tiết về ruột gan lõi thì gọi em Tuấn, em sẽ gửi clip ruột gan cho dễ. Ok chưa? Này. Có nhìn cái quạt gió của nó này vẫn còn mút này. Chưa? Nặng lắm, chỉ có xoay, có dám xoay đi không ấy. Đó nhá. Đấy. Riêng có đẩy này để các bác mức giá 5,8 triệu đẩy Mỹ nhá. 5,8 triệu. Bác nào cần em gửi clip. Bán cho các bác, cho các bác sướng. Nhá. Cần em gửi bác, em cần em gửi lõi cho bác xem nhá, để cho nó rõ ràng này. Chứ bây giờ các bác em bóc lốt cho các bác để xem thì chắc là không kịp, không có thời gian. Nên thôi cái đấy dừng. Ghê chưa? Dừng. Theo lô xuống. Theo lô về. Vì nó nhiều lắm, còn ngoài kia còn nhiều nên là không biết nó là cái gì. Nên cứ bóc lần lượt từng cái. Đôi này là đôi loa karaoke. À, Godfather 2 bát. À, con này 3180 thì phải. 3180 hoặc 2180. Em nhớ con này là con 3180. Godfather 2 bát nhá. Chưa? Con loa này loa của Anh Quốc, loa karaoke 2 bát hai đầu này. 3 Godfather 3180. Ok chưa? 3180 các bác ạ. Đấy bác nhìn nhá, 3180 để em bóc nữa. Bán cho các bác sướng nữa. Xóa đời.
31810 hot order. Bọc luôn bây giờ chứ đừng lâu quá bác nhìn nó sốt ruột. Các bác nào mà xem thấy nó sốt ruột thì tua cái đoạn đợi đi, để cho nó cảm giác nó đỡ sốt ruột đấy. Thế bây giờ báo cáo bác là em vừa khui vừa bóc cho bác, kiểu này nó rất là chuối. Bác đợi lâu thì nó sốt ruột đây. 3180. Bát còn đây. Đầu này nó một bát nhé. Đằng trước một bát một tép nữa, đây là đầu nóc này. Được chưa? Đấy, gân lõm dòng này 3180 bác nào cần em gửi ảnh cho. Khỏi phải khui nữa. 3180 để cho bác mức giá xem nào. Bèo luôn cho nó sướng. À, con Kenwood 48 rồi không? Con đẩy 58, con loa 3180 này. Để xem nào. Con 3180 này nó để cho các bác mức giá 4,6 triệu nha, loại Anh Quốc nhé. Hai bát này cơ. Vậy là một 4 bát này, một đôi này là 4 con bát này và tép còi nhé. Rồi. Mà có khi bóc được cho các bác sướng không, nhiều lúc các bác cứ nghĩ có nhiều bác chưa hình dung được ra. Mà bác nó cần thì em gửi ảnh, em bảo cần em gửi ảnh cho nó dễ mà để cho nó đỡ lâu ấy, đỡ mất thời gian đấy. Chứ còn bóc tôi lâu lắm, cần em gửi ảnh cho nhé. Cần gửi ảnh cho nó dễ. Được chưa? Để bóc lúc con kia nhé. Còn này con súp JBL. Đây con súp JBL. Ok chưa? Đấy, cho thấy gãy mất cái này. Con này con súp JBL này. Con đẹp lắm. Đấy, đây. Súp JBL con này, súp JBL con này bát 30 thì phải. Con súp JBL bát 30 nhé. Con này mặt trắng đẹp lắm, thì quay ra cho bác thích cho tí. Quay cho bác thích tí cho bây giờ. Vỏ vàng ươm này. Vỏ vàng ươm. Súp JBL quay qua đây cho bác. Nữa phải cắt xong tí nó bắt đầu cần em gửi ảnh cho nó dễ, đúng không? Chứ không bây giờ lâu lắm. Đúng không? Đây có súp JBL này. Con này là súp JBL model B120P nhá. Đấy, ba cầu. Súp nữa. Con này à, báo cáo bác là bát khủng luôn. Con này bát 30 à. Bát 30 úp gầm. Đấy. Để từ từ nó đợi cho nó chắc đã. Không biết 30 hay 25 đến lúc về mất việc lắm. Bác lại. Này, cứ đợi chút nha. Nhấc nó ra. Không biết 30 hay 25 để về nhấc cho chắc ăn đã. Vỏ màu đỏ bóc đô bác nhá. Được chưa? Vỏ đỏ bóc đô, ok chưa? Anh nhìn thấy chưa? Vỏ đỏ bóc đô, mặt đây. Đấy, ok chưa? Vỏ đỏ bóc đô đây, mặt đây. Đấy. Em nghe xem con bát này. Bát 30 các bác nhé, bát 30. Ok.